90% đàn ông khi nghe xong chi phí nuôi vợ hai sẽ quay xe để về bên vợ cả. Ai quay xe ạ? Lợi ích của việc mua ô tô thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà ở clip này, ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh em chi phí nuôi ô tô dành cho những ai đang có ý định nuôi vợ hai nhé. Chi phí cố định bao gồm phí bảo trì đường bộ 1.560.000 trong một năm, phí đăng kiểm 350.000, bảo hiểm bắt buộc 500.000 trong một năm. Thì tổng sương sương đã là 2.500.000 trong một năm rồi. Chi phí sử dụng bao gồm xăng, trung bình đi được 100km thì sẽ hết 10 lít. Vậy thì một năm bạn sẽ đi hết 15 vạn cây, 25.000 một lít. Tính ra trong một năm bạn sẽ tiêu tốn 35 triệu tiền xăng. Phí thay dầu 1 triệu một năm, phí bảo dưỡng một năm 3 lần khoảng 3 triệu. Bảo hiểm vật chất từ 1,1 đến 1,8 giá trị của xe thì trung bình là từ 7 đến 8 triệu một năm rồi. Thứ ba, chi phí phát sinh bao gồm rủi ro như là sơn, va quệt, hỏng hóc, phí phạt, rửa xe, vân vân. Ví dụ như con Mercedes này mà chỉ cần xước sơ một tí thôi thì chỉ có ăn mì đi chị. Ăn mì thôi. Tính sương sương thì một năm chi phí xe sẽ khoảng 60 triệu, một tháng 5 triệu. Thế nên là các chị em lưu ý nhá, nếu mà có cho chồng tiền ý, thì một tháng cho 5 triệu thôi. Và cuối cùng là một chi phí mà nhiều chủ xe không tính đến, đấy là phí khấu hao xe. Và mỗi một năm ý, thì giá trị của xe sẽ rớt xuống khoảng 100 triệu. Xe là một tài sản và cũng là phương tiện để đảm bảo cho bạn và những người xung quanh. Vì vậy, hãy lựa chọn và cân nhắc sao cho đúng nhá.